Hả? Thôi mình qua má hả? Rồi em xin chào quý khách đã trở lại kênh máy cắt hộp của cửa hàng Thành Hộp bên em nha. Hôm nay live buổi trưa anh ơi, nói chung là khách chốt máy hoài luôn rồi lên live không có kịp. Mấy anh khách chỉ đòi chịu em tư vấn à. Đó, cho nên là lên hơi trễ nha mấy anh, thông cảm giùm em nha. Rồi hôm nay cũng có lên cho mình một lô máy cắt cỏ nhỏ nhỏ nha mấy anh. Giá dao động là 1,2 triệu trở lên. Đó, 15 máy. 15 máy mà 13 máy là cần tính. Trong đây có hai cây cần mềm ha, nồng 38 ly 32 ly. Em có dọn ổ cho mình một cây Honda GX35 nha anh em ha, hàng bãi qua sử dụng nha. Đó, em sẽ giới thiệu sơ lược máy cho anh coi. Mitsu 261 có trợ lực chế hai kim đê đỏ tự động rất là liền lạc ha. Kawasaki TG28 nòng 34 ly nha mấy anh. Thôi để cái này lại test cho khách quên các bạn mới nhớ. Hitachi 33cc 38 ly nha nha. Kế đến là Makita 4 thì 27cc 35 ly xăng riêng nhớt riêng. Kyogit 260 chạy chế hai kim ha, có xả cò. Magu Yanma 23cc nòng 32 ly có trợ lực. Magu đeo lưng ha, 32cc 38 ly. Thằng này là Kyogit 23cc 32 ly, máy nhỏ mà chạy hai kim nghe nè. Kyogit Tanaka 30cc 36 ly. Magu Yanma ha. Cái này nó có trợ lực nha, lò xo ống nha mấy. Đó, thằng này thì 32 ly. Green Kirit 34 ly có trợ lực nha. Magu Yanma ha, cái này chạy khỏe lắm nha anh em, tôi nhanh. Gilby 2350. Cuối cùng là Makita ha. Rồi. Mua hàng thì liên hệ qua đây dùm số điện thoại dùm em nè, 0913136620 nha mấy anh. Đó, ở số này có liên kết Zalo, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chỉ nha. Bên em thì nhận ship hàng toàn quốc từ trong Nam ra Bắc ha. Đó, miền Tây, miền Trung, miền Bắc gì em ship hết trơn nha, cho nên mấy anh cứ mạnh dạn mà đặt hàng đi. Đó, em ship tới nhà cho mình luôn. Rồi, ví dụ như cái máy 1,2 triệu là bên em đã bao ship kèm theo 6 món phụ tùng. 6 món phụ tùng bên em là có dây đeo, lục giác 4, tiếp mở bu ghi đầu dao, ổ cước 46, dây cước và đặc biệt có đĩa dài 3 tấc, đĩa mới và một cái chân cỏ ha. Còn cái đĩa tròn này là mấy anh nào không lấy ổ cước hoặc đĩa dài thì mình đổi qua đĩa tròn. Mấy anh nói là cho lấy tròn cước hoặc tròn dài thì em sẽ quán đổi theo ý kiến mình ha. Thì đặc biệt là đĩa tròn là bên em là đĩa chuyên theo máy dài nha anh em. Đĩa chuyên theo máy dài dày dặn lắm nha. Và bị sét thì em sẽ chà cho mắt cái sét là nói chung bóng sáng cho mình đó. Rồi nói chung thời gian có hạn thì không có bán mà cái món kia đi. Anh nào có clip quà thì chốt đơn thì em gửi thêm dùng tỏi với nhớt nha. Hôm nay không giới thiệu nữa, làm không kịp rồi. Bây giờ em sẽ test máy cho mấy anh xem nha. Mấy anh ưng cây nào chốt cây đó dùm em nha mấy anh. Nói chung là hồi đông hôm vui lắm anh, vui mà ngủ không được luôn. Khách mua hàng ở ngoài Quảng Nam, Quảng Trị gì em quên rồi, mua một cây Kawasaki TH26, bây giờ quay lại ủng hộ cây cơm 261. Anh thấy bên em bán hàng quá trời là uy tín luôn, có sao nó vậy ha. Cho nên là khách mua một cây xài thử, bây giờ quay lại ủng hộ nữa, mua dùm ở sớm. Cho nên mấy anh làm cái chốt đơn ha, ủng hộ máy thì mấy anh cứ mạnh dạn đi. Bên em bán uy tín đặt hàng đầu ha, cho nên mấy anh cứ an tâm. Rồi thì hôm nay em like là lột u nha mấy anh. Bây giờ em sẽ test trước cho mình cái U1. Xịn sò lắm nha, zin toàn tập ha, để chế zin ngang ngang rồi luôn nha anh em, quanh rồ ha. Đó, tấm liền tấm nhựa nha, có chân chống bờ đỡ mình sang công tắc nè. Đó, đã lắm máy vậy chứ. Mà nó nhẹ đó, nó khỏe nhẹ mà tôi nhanh trắng cỏ đầu bò zin ha. Cái này thì phiên bản của nó là một tay cầm, anh nào phát cỏ mà muốn gọn nhẹ thì mình lấy một tay cầm. Một tay cầm phát cỏ mà không quen, mà anh muốn lên hai tay cầm thì báo qua anh em lên hai tay cầm miễn phí cho mình luôn ha. U1 32 ly 1,2 triệu nha em ha. Mấy anh chốt cái này thì U1 giùm em ha, để em biết em mới gửi hàng cho đúng nha. 1,2 triệu. Kế đến là Ryobi 2350 nè.
xịn sò lắm. Chụp vịt có trợ lực nha em anh, vịt nhẹ rất là nhẹ ha. Sử dụng thì chế này chế zin chế mấy cưa của nó. Đó. Bu khói nè em anh thấy chưa? Tung bờ đỡ thì khá là dày dặn ha, máy này thì zin còn tập hết. Đó, tem còn nè. Công tắc nó sẽ nằm ở đây. Một tay cầm bắt ga nó nè. Láp nè, đầu bò nè. Ha. Đầu bò có chén chống ngon đầu ốc, chén chống quán cỏ rồi luôn. U2 32 ly 1.350.000 ha. Thì cũng như cây U1, anh nào muốn lên hai tay cầm thì báo bên em lên hai tay cầm miễn phí ha. Nhớ mấy em nha anh em, U2 1.350.000 ha, mấy anh chốt này U2 giùm em nha, chơi hệ Ryobi. Khỏe, rẻ, có trợ lực. Rồi kế đến là Magu Yanma nè. Nhiều anh em chiếm hơn nửa lô rồi đó. Đó thằng này thấy như vậy chứ chụp giật có trợ lực hay anh thấy em giật nhẹ không? Mấy anh về mấy anh phát cỏ cũng được, mấy chị phát cũng được ha. Dây giật trắng phiếu luôn nè. 23cc 32 ly. Đó lóc máy nó sáng này ngay nè ha, chưa đụng chạm gì vô. Rồi khi mà mình khởi động máy mình kéo cái le thì mình như vậy giùm em ha, rồi giật nổ xong mình đóng le, mở le mình hạ xuống nha. Để cho nó thông gió và chạy nghe nè. Nguyên cái đế bờ đỡ mình xăng này nè ha. Đó, ốc trắng tư nha. Mẫu này thì tôm liền tôm nhựa tầm 3,5 kg đến 4 kg quay về ha, khá là nhẹ. Đầu bò zin, đầu bò có chén chống hòn ốc nè. Lát thì bắn tĩnh điện màu đen ha. Cái bách ga thì nó mềm nghe anh em, nhạy nha. Tắt nè, mở nè. U3 32 ly 1.350.000 ha, có trợ lực luôn. Rồi em sang Green Spirit 24 nè. Đầu tiên của thằng này là công suất 24cc nồng nó 34 ly ha. Cái ưu điểm thứ hai là nó có trợ lực nha, trợ lực trả nghe nè. Chị chế này thì chế của mấy cưa. Khi mà mấy anh khởi động máy, mấy anh kéo cái này lên là mình mở le ha. Máy nó chạy thông gió thì nhảy nổ thì mình đẩy xuống để cho nó thông gió và nó nhảy nổ nha. Máy này lắp có giặt mắt Intaban nữa nha nè. Đây cái đường này là lắp giặt Japan. Đó, máy này giặt Japan nó khác hơn cái đế bự đó, mình xăng cũng bằng sắt luôn. Đây qua đây coi giùm ha, đầy đủ nè, công tắc nè, dẹp đi. Ừ, dẹp máy tiếp, dẹp mới đi rồi coi vô đổ xong chứ thôi tắt. Đây nha, tum nhôm nha anh em, tum liền tum nhôm ha. Hai tay đôi dây giữ nha. Đầu bò chắc bỏ zin đó anh, coi kỹ cái lát giùm em nè, thông số còn luôn nha nè, khá đẹp. Rồi mấy anh chốt cái này thì số thứ tự là U4 1.4 triệu nha. Đó, chốt U4 thì chốt 1.4 triệu giùm em. Yanma 23 nè. Còn luôn nè ha, nhiệt quên xài thun đồ đầy đủ nè, tóc máy đầy đủ.
đẹp ha, cô tối nè. Ừ. Tắt thì nằm bên đây ha. Này tôm nhôm 260 nha, ốc 7 màu đẹp lan can nha em. Máy này mình có thể tháo đầu rời ra mình đấu thịt hút được luôn ha. Hai tay đôi ra giữ đầu bò zin nha nè. Đó. Rồi mấy anh chốt số thứ tự thì U5 giùm em nha, 1,5 triệu 50 ngàn ha. U5. Rồi kế đến là Tanaka 30cc nòng 36 ly ha. Còn đường nào để mình chơi nha. Hay về mấy anh nào mà mua mà phát cỏ thuê đó là đảm bảo anh dư vốn như lời luôn. Cái đời máy này bít tông nó đổ dày dặn lắm anh em ơi. 30cc nòng 36 ly ha. Made in Japan này mấy anh ha. Đó tại cái kiểu em ấy không có đẹp, không có sáng thôi, thành ra em này sẽ rẻ. Rẻ thì máy khỏe nha anh em. Có chân nữa nè ha, bờ đỡ mình săn công tắc nè. Máy này chạy khá khỏe nha, đập cước cô tư nha anh em. Phát tất cả các loại cỏ. À, cỏ keo, cỏ cứng, gốc gạ gì hết ha. Và đặc biệt là mình bơm nước thì được hết. Đóng le nè, mở le nè. Anh nào phát cỏ chuyên nghiệp rồi nghe máy nó chịu khỏe tới mức độ nào rồi đó ha. Hai tay đôi ra giữ nha. Rồi lát còn thêm nè, đầu bò zin. Cây này em bán mấy anh chỉ 1,5 triệu thôi nha. U6, 1,5 triệu nha. Rồi, tới Magu Danh Ma nè, 23cc, 32 ly. Gì cũng được hết ha. Chạy chế zin nha, chế zin ra ngang theo nó nha anh em. Con rồ đây. Tôm liền tôm nhựa ha. Tôm người ta sáng hới, ốc luôn trắng tư khá đẹp. Tắt nè. Mở nè. Ra bóp zin nè. Lát nè. À lát còn tem thông số đàng hoàng đầu bò zin luôn ha. Đó. Mấy anh chốt cái này số thứ tự là U7 giùm em 1,65 triệu ha. Lóc có giặt mát in Japan rồi luôn. Trợ lực đồ ok hết ha. U7, 1,65 triệu. Rồi cái đến là cây kêu viết 260 nha, có xả cò ha. Chim hót ha. Máy này máy lớn nha, 26cc 34 ly mà nó nổ rất là nhẹ nhàng ha. Nổ em ru luôn. Cái này chụp giật nó có xả cò nha em ha, cho nên là giảm cáp lực giật cho mình rất là nhẹ luôn. Cái nữa là chạy chế hai kim ra ngang quanh rồ ha. Đó anh nhìn giùm em, quá đẹp nha. Mình có chân bỡ đỡ rồi luôn ha. Ê cho 260 này chạy khỏe mà lợi xăng nha nè. Anh nào mà chưa xài thử này máy này xài thử đi, em quảng bá mà là đúng chất lượng luôn đó ha. Đây. Tôm nhôm nữa ha. 26cc tôm nhôm. Nghe giữ nè. Tắt nè, mở nè. Đầu bò zin, đầu bò có chén chống quán cỏ, chén chống mòn, đầu ốc đầy đủ nha anh em. U8 34 ly giá chỉ 1,9 triệu thôi. Cho cây kêu viết 260 châu bò lại xăng. Thích không quá. Rồi cái đến là Makita 4 thì xăng ghim nhất kia nè. Thì ha, thì thứ nhất là nó có trợ lực nha, giật nhẹ ha,
mấy anh xài cũng được, mấy chị xài cũng được. Thằng này thì nó 27cc 35 ly. Xăng riêng nhớt riêng, dành cho những anh nào mà hay quên á, không thích xăng pha nhớt thì đây nha. Ha, xài nhớt riêng, xăng riêng. Cái này thì chạy chế zin theo nó nghe nè, chế zin ra ngang quanh rồi ha. Đó. Bên em thì loại nào cũng có, tem nhỏ nhỏ, tem bự gì coi nguyên nha. Xài anh chủ mà xài máy này quá kỹ luôn. Công tắc nè. Makita dập nổi tung nhôm ha. Hai tay đôi, ga nè, ga bóp nè. Còn ga giữ thì mình buộc cái này lại thành ga giữ ha. Nắp còn tem luôn nha anh em. Đó, đầu rồi chắc khỏi gì. Rồi, mấy anh chốt thì U9 giùm em 35 ly, giá là 2 triệu. Rồi, kế đến là cây Hitachi nè. 33cc 38 ly. Chuyên nghiệp nè, phát số lượng nhiều cho gia đình ha, hoặc là đi phát thuê thì mình nên chọn những cái đời máy này nghe nè. Đó, búa to tay lớn rồi ha. À, bít tông đồ dài nè, nòng hai lá bạc rồi anh em ha. Phát cước vô tư, ví dụ như phát cỏ như gì đi, mình lớn đi thì mình lên hết ga, còn phân nửa cái này thì mình lên nửa ga thôi nghe nè. Đó, mà cái đời máy này chạy chế zin cho nên nó đủ sức và lợi xăng luôn ha. Máy này zin toàn tập, cái này nè nó còn ngớp gấm luôn nè. Đó nè, lóc máy nè, cái nắp intercare còn tem nữa luôn nha, quanh rồ nữa mấy anh ha, có chân trống nữa luôn nè ha. Đó, tum nhôm ha, tum nhôm mà nước sơn của nó tum rầy, nó sơn còn trống, còn nó sơn nước sơn zin nha. Công tắc hai ta đôi lớn nha, giữ đầu bò trắng cỏ zin ha. Cái trắng cỏ nó bằng cây nghe anh em, do gia đình bên Nhật người ta xài xong người ta chế lại cái trắng cỏ chỗ đó ha, chứ em đều cũng không rảnh làm. U10 38 ly. Em anh chốt thì U10 giùm em 2.200.000 ha. Rồi tới đến là cây Kawasaki TG28 nha. Nhưng mà công suất nó lớn nha, tới 28cc nữa ha. Đó, sát máy nó lớn nha anh em. Máy này thì chạy khỏe vô địch rồi. Đó. Lốc máy nó sáng nè. Đế bờ đỡ bình xăng đầy đủ ha, bình xăng zin nha anh em. Nhìn nó không được đẹp sáng nhưng mà áo máy lốc máy sáng ngay, tại vì người ta xài xong người ta không có đổ xăng với nhớt ra ngoài thôi, nhìn kiểu này vậy thôi. Đó. Tắt nè, mở nè. 28cc ha. Thằng này là tum rời. Tum lớn, bố lớn ha, cái tum nó vừa với Honda GX35 luôn nha anh em. Rất là dày và đẹp, hai tay đôi lớn ra giữ nè. Đầu bò trắng cỏ gì. Đó. U11 34 ly, giá là 2.300.000 ha. 2.300.000 cho U11. Rồi tới đến là Mitsubishi là 261 nè. Đời máy này chung cũng không bàn cãi gì nhiều, anh nào chuyên về xài đời máy này thì sẽ rành về nó. Từ trong Nam ra Bắc thì nó đã có tiếng rồi, bền, lợi xăng, xài từ 9-10 năm là chuyện bình thường ha. Đó, và đời máy này nó có trợ lực nha anh em, nồng nó 33 ly thiệt mà chạy rất là giãn và khỏe ha. Anh em ra nước cho cái dĩa chả nhẹ đi, xuống dưới mua trái chuối, trái dưa leo dạng mắm, đi đẳng đi. Rồi xuống dưới mua trái dưa leo, trái chuối dạng mắm, rồi dưa đẳng đi, nhỏ đi. Zin đẹp hết nha anh em. Lốc dập mắt in Japan nè nha. Anh đợi Mitsu này em gà em lên nhiêu là em bán hết nhiêu. Bây giờ em lựa máy rất là kỹ anh em ơi. Có đế này bỡ đỡ mình xăng đế zin đó nha.
anh nhìn ghế giùm em cái bụi khói ha, màu đen nè. Anh nào chụp cái này lại mình chụp ha. Đó, đẹp nha nè. Cái tum của nó nè, tum nhôm, tum gờ 260, ốc 7 màu nha ha. Quá trời dày dặn và đẹp, khá là liền lạc. Hai cái đôi ra bóp nha. Tắt, mở nè. Tàu bò trắng cỏ gì. Đó. U12 2,7 triệu nha. Máy này thì lồng nó là 33 ly nha nè, không có 34 ly nha. Đó. U12 2,7 triệu. Rồi Honda GX 35 nha. Né đầu đi. Honda GX 35 Made in Japan nè, mấy anh thấy không? Cái này là zin hết nha. Riêng cái máy này khi mà anh nào chốt thì chịu khó cọc giùm em 1-200 ngàn ha. Máy này thì em sẽ không có bán đi mà không cọc nha. Nó mất công gặp những thành phần không tốt. Anh nào nhất thiết cần thì chắc anh sẽ cọc. Có thiện chí mua hàng đó. Cho em lấy cọc thì em phải gửi hàng rồi. À, bình xăng lớn zin nha nè. Ha, quá đẹp, xăng zin nhất zin ha. Quay gần cho cọc thôi. Đây, cái bự đỡ này ha. Anh nhìn tổng thể lên đây giùm em. Và cái lóng máy nữa nè. Chứ zin theo máy nha. Nè, dày dặn rất là đẹp nha anh em. Cái lóng máy có chữ Honda GX 35 luôn. Mã thông số luôn ha. Rồi, tem nè. Honda GX 35 tum lớn, bố lớn, tum gời. Hai tay đôi ra nè. Nha. Và cái công tắc nó đặc biệt nha anh em. Tắt nè. Tắt nè. Mở là mình dặn ở giữa nó mới chạy ha, và công tắc nó rất là mềm nha anh em. Hai bên đây đều tắt, qua trái qua phải đều tắt đó ha, mở ở giữa nó mới chạy nha. Lắp nè. Honda trắng cỏ đầu bò zin. Đó. Đây quay qua cái đầu bò coi. Anh em trong ngành là biết đầu bò nó xịn đến mức độ nào rồi, có chén chống quán cỏ luôn ha. Rồi. U13 nha anh em. 4,3 triệu ha. Cho Honda gửi 35. Rồi những cây đeo lưng cuối cùng. Kêu dít 230 ha. CC 32 ly. Đẹp nha. Ha, có trợ lực nha mấy anh. Anh nào mà cái máy đeo lưng nho nhỏ thì mình phát cỏ thì đây nha. Máy này tầm trung nha mấy anh. Đó, đẹp liền lạc, có bộ tản nhiệt bằng nhựa nè. Những cái bình mà đeo lưng như thế này thì bình xăng lớn nó khá là dạng to nha nè. Cái này thì tinh nhôm, tinh nhựa chứ. Tinh nhựa nha mấy anh. Cái quải đeo lưng nó màu trắng ha, khá đẹp. Cái này thì chạy chế hai kim chế zin luôn nha ha. Đây nè, cái quải đeo lưng đó nè. Còn chữ kêu viết luôn nha. Đó. Ở đây một tay cầm, ở đây một tay cầm. Cái bát ga đây, công tắc ở đây, lát thì bắn tĩnh điện rồi ha. Đầu bò trắng cỏ zin nha. Đó. Có trợ lực nha mấy anh. Rồi cây này thì chỉ có 1,6 triệu thôi ha. U14 1,6 triệu nha. Rồi cái đến là cây đeo lưng Magu 320 nè. Thank you.
cho mấy anh coi nè. Có ốc nó trắng tư chưa? Không bị gắt, không bị sần ha. Đó. Nè. Hằng nãy mấy anh chốt thì U15 giùm em 2,4 triệu nghe ha, em báo giá trước đi. Ốc nó nè. Chưa có hết cái đầu lưng nào mà có ốc tôm của nãy chứ. Có đẹp nè mấy anh. 7 màu luôn. Cái tôm nó có giặt mắt in Japan luôn ha. Này tôm nhôm tôm gầy 260 nha. Cái càng nước sơn zin này nha, ít có sử dụng lắm nha nè. Quá trời xịn sò luôn. Cái cây này á là cái tem nó zin này ha, mình sơn lóng zin, lóc máy zin, chạy chế zin ra ngang quanh rồ luôn ha. Rồi trong cái lóc máy này nó sẽ có dập chữ mắt in Japan luôn. Quá trời xịn sò và đẹp nha nè. Cho 34 ly nè. 38 ly chứ, 32cc. Bách ga nó nè. Công tắc, một tay cầm, trắng cỏ đầu bò zin. Có đẹp nè nè. Vũ lắm đẹp. Đó. Nào ngay là cái áo trên đây nó hơi bị nứt mẻ xíu ha. Bên em có dán lại. Đó. Thì không ảnh hưởng tới chất lượng máy đâu. Bô khói nè. Mình nghĩ nó con ốc thôi là thấy ra đủ ăn 10 điểm rồi. Rồi U15 2,4 triệu đồng. Rồi mấy anh ơi, chào mấy em lại mấy anh ơi, tạm biệt.